Vợ Đức Tín làm rõ nguyên nhân tử vong của chồng, hóa ra khác với những gì dân tình đồn đoán. Do những đồn đoán về cái chết của chồng, bà xã Đức Tín đã lên tiếng. Những ngày qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện các tin đồn về nguyên nhân cái chết của diễn viên Đức Tín. Một số thông tin cho rằng nam diễn viên qua đời vì sốc thuốc. Giữa làn sóng bàn tán từ cư dân mạng, mới đây vợ diễn viên Đức Tín đã chính thức lên tiếng để bảo vệ danh dự cho chồng và gia đình. Chia sẻ trên báo, Hoa hậu Bình Phương cho biết gia đình vừa nhận được kết quả pháp y từ cơ quan thẩm quyền. Cô phủ nhận chồng sử dụng thuốc và chất kích thích trước khi qua đời, nam diễn viên mất do bệnh động mạch vành. Chúng tôi vừa nhận được kết quả giám định pháp y hôm 19 tháng 7. Họ kết luận anh Tín mất vì bệnh động mạch vành. Ngoài ra anh không sử dụng thuốc hay chất kích thích nào khác ngày hôm đó, vợ Đức Tín nói. Vợ Đức Tín nói thêm, có 80% cholesterol bị nghẹt trong van tim của chồng. Bệnh động mạch vành là một trong những bệnh phổ biến. Một vài thành viên trong gia đình nam diễn viên từng mắc bệnh tim bẩm sinh. Vợ Đức Tín nói thêm, có 80% cholesterol bị nghẹt trong van tim của chồng. Bệnh động mạch vành là một trong những bệnh tim phổ biến. Một vài thành viên trong gia đình nam diễn viên từng mắc bệnh tim bẩm sinh. Việc làm các kiểm tra pháp y với quy định của cảnh sát ở khu vực Đức Tín sinh sống, Bình Phương cũng tuân thủ để làm rõ cái chết của chồng. Được biết Đức Tín qua đời, bà xã Anh nhìn nhiều lời lẽ không hay từ cộng đồng mạng. Chia sẻ trên báo, Bình Phương kể, nhiều người gửi mail nhắn qua Facebook cá nhân của cô với những lời lẽ khó nghe. Sau tất cả, vợ Đức Tín quyết định bỏ qua những phản ứng tiêu cực đó, toàn tâm toàn ý lo cho con gái. Đức Tín đột ngột qua đời vào hôm 19 tháng 5 tại Mỹ, hưởng dương 44 tuổi. Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên được công bố là nhồi máu cơ tim. Sau lễ cúng 49 ngày của Đức Tín, trên mạng xã hội lan truyền những tin đồn không hay về cái chết của anh. Sự ra đi của Đức Tín khiến nhiều gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng. Hoa hậu Bình Phương 39 tuổi, vợ cố diễn viên Đức Tín, nói con gái 4 tuổi đòi gặp bố khi thấy mẹ khóc. Những ngày qua chị lo cho tang lễ của chồng ra sao. Chồng tôi ra đi đột ngột ngày 18 tháng 5. Bệnh viện giữ thi thể và kiểm tra trước khi chuyển cho nhà quan. Trong ngày 23 tháng 5, chị đối mặt với việc chồng qua đời như thế nào. Những ngày qua tôi chỉ biết khóc. Trong đầu luôn nghĩ về thời điểm anh Tín ở bên cạnh mẹ con tôi trước khi mất. Buổi tối hôm ấy, chồng bước vào phòng khuôn vợ cho bé mèo để đi dự tiệc sinh nhật bạn, nói lời chúc ngủ ngon. Anh cũng hứa về nhà sớm để ngày mai đưa con gái đi xỏ khuyên tài. Giá như lúc đó tôi nói anh ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ anh ấy sẽ không ra đi đột ngột như vậy. Tôi sốc vẫn không tin được vì sức khỏe của chồng trước giờ rất tốt. Không có bệnh nền, những lúc điềm tĩnh, tôi tự an ủi rằng anh ấy ra đi bình yên. Không đau đớn bởi nguyên ngày hôm đó, anh có giây phút hạnh phúc bên mọi con. Anh Tín bị phánh trên nền xi măng ở sân nhà cùng bé mèo. Cơ bé ca hát nhảy múa trong buổi lễ, sân hoa. Đến lúc mẹ ở trường học, lúc anh mất, bạn bè thân cũng ở bên cạnh. Điều tôi đau lòng nhất là bé mèo liên tục hỏi, ba đi đâu rồi? Father gọi FaceTime để nói chuyện. Tôi không thể nói là ba của con không trên đời này nữa. Tôi giải thích với con gái rằng ba Tín đi thăm Chúa. Khi nào lớn lên con sẽ gặp được ba. Bé mèo còn rủ mẹ đi vòng quanh nhà tìm dấu chân của ba để đi theo cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Với chị, Đức Tín là người chồng, người cha như thế nào? Anh ấy là người tuyệt vời, luôn chu đáo với vợ con. Khi bé mèo cần sữa uống, đồ mặc, anh đều đi mua gấp số lượng để con dùng thoải mái. Dù bận rộn, anh chưa bao giờ vắng mặt trong các dấu mốc quan trọng của con. Với vợ, anh Tin rất tâm lý và biết cách quan tâm. Đi ăn ở đâu, chồng cũng nhớ đem một phần về cho tôi. Tính cách cả hai giống nhau đến nỗi. Các em tôi nói anh Tín là phiên bản đàn ông của chị. Chồng biết tôi rất thích hoa lan nên mỗi dịp sinh nhật đều tặng một chậu lớn. Ngoài ra, ngày nào anh cũng cắm một cành lan vào lò để chia bạn anh để vợ ngắm. Khi đi chợ, anh luôn tìm những món ngon tôi thích mua về. Tháng trước, tôi nói thằng anh mang cuộc đầu mùa. Anh liền mua về một bao lớn. Những lần vào bền, anh đều chủ động rửa chén, nấu ăn, làm việc nhà để tôi nghỉ ngơi. 17 năm bên nhau, 14 năm kết hôn, chúng tôi luôn trân trọng những giây phút bên nhau, chưa bao giờ to tiếng. Ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng cười bởi tính hài hước của anh. Ngoài vợ chồng, chúng tôi như hai người bạn thân. Có thể chia sẻ, nói với nhau những thứ trong cuộc sống. Thiếu anh ấy, tôi giống như mất đi một nửa cuộc đời.
Chị muốn lưu giữ những ký ức gì về chồng? Tôi muốn lưu giữ tất cả hạt hắc thuộc về anh Tín. Khi chồng mất, ngày hôm sau tôi lật đật tải toàn bộ hình ảnh lưu trữ trong camera đặt ở nhà, sợ mất đi những gì thuộc về bàn đời, kể cả những lúc anh bước ra vào cửa. Mỗi lần nhớ anh Tín, tôi không phải màu mẫn trong ký ức nữa. Sau này bé mèo lớn lên, tôi sẽ mở cho con xem những hình ảnh về bố trong căn nhà mà chúng tôi vun vén hạnh phúc từng ngày. Chồng chị có điều gì dang dở chưa thực hiện được? Anh Tín cùng một người chị em thân thiết là một chương trình thiện nguyện ở vùng núi tại Việt Nam. Tôi không biết có thể thay anh ấy thực hiện dự án này không, vì con gái còn quá nhỏ. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp chồng hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện này. Chuyến về Việt Nam gần nhất, chồng tôi từng nói rất hạnh phúc khi gặp được những người cần gặp. Anh ấy cũng hoàn thành mong muốn cùng con gái đóng phim khi nhận lời quay dự án Đóa Hoa Mong Manh. Tôi nghĩ anh không còn điều gì quá vướng bận. Anh mang dòng máu Lai do ông nội vốn là người Pháp, diễn viên nổi tiếng trong ngành người mẫu vào những năm 2000, đoạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Khi lớn sân sang phim ảnh, anh ghi chú ý qua nhiều dự án như Trở Về, Chuyện Tình Ngược Đảo. Vợ của chồng tôi, Đức Tín hẹn hò với Bình Phương, Top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007. Họ kết hôn vào năm 2010, sinh con năm 2020.